Tôi thường đề nghị Lewis truyền cho tôi khi tôi chạy lại gần cậu ấy trong các quả phạt góc. Nhưng lần này không thế, bởi những vật thể lạ bắn xuống từ khán đài, đồng xu, dao, những chai whisky của Johnny Walker hoặc GNB. Tôi nghĩ là mình nên tránh xa thôi, lần này thì xin kiếu để Figo ở lại một mình vậy. Rồi tôi đã nhìn thấy nó lù lù ở đó, trên mặt cỏ của sân Camp Nou, một cái đầu bị cắt đứt của một con lợn sữa được đưa vào làm quà cho Figo, người Tây Ban Nha chúng tôi gọi là Cochinillo. Một ai đó đã bí mật giấu cái đầu lợn vào người, chờ đến khi Figo đến gần nhất có thể thì ném xuống. Một cái đầu lợn, làm thế quái nào mà ai đó lại mang được một cái đầu lợn vào trong sân cơ chứ? Gã nào đó đã nghĩ gì mà lại làm vậy? Đó là thứ kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhớ đã nói với David Beckham rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thấy một thứ gì đó đại loại thế đâu. Nó là thù địch, cay đắng, chính trị và cả sự tự tôn vượt qua một trận bóng đá đơn thuần và nó chỉ xoay quanh Figo. Hãy bắt đầu bằng cách nhìn của người Barcelona về Luis Figo của những năm cống hiến trong màu áo đội bóng xứ Catalan. Anh chính là con trai của họ, người yêu của họ, anh hùng của họ. Figo là một người Bồ Đào Nha mà Nunes mang về từ Lisbon. Tất cả người hâm mộ Barca khi đó đều yêu anh ngay lập tức vì sự sang trọng và kiêu hãnh mà Figo có khi chơi bóng. Còn Figo đã làm phần còn lại, đó là tuyên bố tình yêu vĩnh cửu với câu lạc bộ và chơi tuyệt hay trong chiếc áo đầu đó. Đó là tình yêu vĩnh cửu. Sau kỷ nguyên của Cruyff, Figo trở thành người thủ lĩnh của đội bóng. Figo được chọn sẽ là người dẫn dắt của Barca ở thời khắc của một thiên niên kỷ mới đến đây. Với cái chân phải kỳ diệu, tốc độ kinh hoàng và trí thông minh vượt trội, Figo khi ấy được người Catalonia coi là ngôi sao của họ. Tại sân Camp Nou, anh giành cúp C2, siêu cúp châu Âu, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Copa del Rey và 2 La Liga. Tuy nhiên, từ Madrid, một ứng cử viên tranh cử chức chủ tịch tên là Florentino Perez đã hứa với người hâm mộ rằng nếu ông ta trở thành chủ tịch của Real Madrid, ông sẽ đưa Figo về đây ngay lập tức. Một kẻ khoác lác, nhưng kẻ khoác lác đó lại khiến người Madrid cảm thấy thú vị. Kể cả chủ tịch Lorenzo Sanz của Real Madrid lúc ấy có bảo đó là một điều điên rồ, không thể xảy ra. Trong khi người Barcelona nghe về điều này, họ chỉ bật cười. Trong lịch sử, Barcelona có thể cướp Kubala khỏi Real Madrid, Real cũng có thể cướp Di Stefano khỏi Barcelona, nhưng không ai dám lấy đi một cầu thủ tuyệt vời như vậy khi anh ta đã cống hiến hết mình cho một đội bóng. Điều ấy chẳng thể xảy ra trong lịch sử. Nhưng Perez là ai? Ông ta chưa từng xuất hiện trên bản đồ bóng đá trước đó và chỉ là một Madridista bình thường. Trừ việc, ông ta rất giàu, thậm chí là người quyền lực nhất giới bất động sản của Tây Ban Nha khi chủ của tập đoàn xây dựng ACS, có tài sản lúc ấy ước tính khoảng 600 triệu euro. Perez còn có một mối quan hệ chính trị không đơn giản, khi ông là bạn thân của thủ tướng thân Madrid, José María Aznar. Nhưng làm thế quái nào mà một người giàu có thắng được một vị chủ tịch đã giúp Real có hai chức vô địch Champions League chỉ trong 3 năm như San được chứ? Câu hỏi của Perez dành cho người Madrid rất đơn giản. Họ thích cầu thủ nào nhất? Cái tên Figo áp đảo mọi cái tên khác và thế là giai thoại về chuyện Perez hứa mua Figo bắt đầu. Thậm chí ông còn mạnh miệng nói rằng kể cả các bạn có thích Pele đi nữa thì tôi cũng mang ông ấy trở lại sân cỏ được. Tôi có cách riêng của mình. Perez khi ấy đã tiếp cận người đại diện của Figo, José Vieira, người đã công khai tuyên bố rằng Lazio sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng cho thân chủ của mình và đưa anh đến thủ đô nước Ý. Perez đã đề nghị Vieira một bản hợp đồng khác với Figo, nói rằng trong trường hợp ông trở thành chủ tịch mới của Real Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải ký hợp đồng với Los Blancos, còn không thì Figo có thể giữ số tiền mà Perez lấy ra để đặt cọc, gọi là tiền bảo hiểm, đâu đó khoảng 2 triệu bảng. Biết rằng Perez gần như không có cơ hội thắng cử, Vieira đã thuyết phục Figo ký vào thỏa thuận. Tuy nhiên hợp đồng cũng đã nêu rõ, nếu Perez trở thành chủ tịch và Figo sau đó từ chối ký hợp đồng với Real, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ phải trả 19 triệu bảng cho Real Madrid vì vi phạm hợp đồng. Vì sao Vieira lại tự tin ký vào một hợp đồng kiểu thế? Vì người đại diện này có suy nghĩ, ngay cả khi vụ chuyển nhượng bất thành, đấy vẫn là một chứng từ đầy sức mạnh để buộc Barcelona phải ký vào hợp đồng mới và tăng lương cho Figo. Chưa hết, người đại diện còn công bố mạnh mẽ thông tin này cho giới truyền thông. Một làn sóng đã đổ ra khi đó, còn Figo thì phải trấn an dư luận. Tôi ở Barcelona, kể cả Perez có chứng cứ hay không, Perez chỉ là một kẻ nói dối thôi, ông ta đại loại là mắc chứng hoang tưởng hay gì đó. Figo của những ngày đó trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ. Trong thời điểm này giữa cuộc bầu cử ở Madrid, không ai biết Figo ở đâu. Cuối cùng, tờ Sport và Mundo Deportivo đã tìm thấy anh ta trên một bãi biển xa xôi nào đó ở Bồ Đào Nha. Lúc ấy, Figo vẫn khẳng định, tôi chẳng ký kết gì cả, tôi không phải kẻ tâm thần mà làm thế. Cuối cùng, vào ngày 16 tháng 7,
Perez đã chính thức trở thành tân chủ tịch của Real Madrid khi hơn San đến 3.000 lá phiếu. Lúc ấy, phe San mới ngớ người vì không hiểu sao mình thất bại. Hóa ra các cuộc vận động hành lang của Perez tạo nên một làn sóng những người tò mò muốn xem vị chủ tịch này thực hiện lời hứa điên rồ của mình như thế nào. Ban đầu Figo vẫn kiên quyết từ chối nói chuyện với Perez vì thực sự chưa có ý muốn rời Barca. Tuy nhiên Perez đã kiên nhẫn chờ đợi ở khách sạn Portocevo trong nhiều giờ để gặp bằng được Figo và thuyết phục cầu thủ này nhờ tài ăn nói của mình. Sự lung lay của Figo bắt đầu từ đó. Đầu tiên là việc Juan Gaspar, người đắc cử chủ tịch Barcelona khi đó là người mà Figo khẳng định không tin tưởng chút nào. Đồng thời trước khi rời Barcelona, Figo có phần chán nản vì sự độc đoán của huấn luyện viên Luis Van Gaal khi đưa một loạt cầu thủ người Hà Lan về câu lạc bộ. Chính khoảnh khắc đó mới là lúc Figo có quyết định cho riêng mình. Anh không hoàn toàn bị lừa như những gì người ta được nghe thấy. Figo bắt đầu đặt ra bài toán tiền chuộc cho Barcelona. Juan Gaspar khi đó khẳng định Figo đã nói chuyện riêng và bảo ông rằng anh ấy muốn ở lại, nhưng đó chỉ là cách để trấn an dư luận. Bạn nghĩ liệu câu lạc bộ này sẽ bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy để mua lại cầu thủ của chính mình? Không, họ đâu có bị ngu mà làm vậy. Figo đã cảm thấy ba lãnh đạo Barca không thừa nhận và cho hưởng những gì xứng đáng. Thế là 8 ngày sau, Figo chính thức ra mắt ở Real Madrid bằng bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, mức phí chuyển nhượng kỷ lục ở thời điểm ấy. Người ta đã phải rất ngây thơ khi nghĩ rằng Figo đã đi như một con cừu vô tội khi người đại diện của anh khiến anh lọt vào một cái bẫy. Tại sao lại ký một thỏa thuận với Madrid? Bạn có thể tưởng tượng Iniesta sẽ ký một thỏa thuận trước với Madrid không? Không hề, vì lòng tham này mà người hâm mộ vô cùng ghét anh. Hơn nữa, những lời nói dối mà Figo đã lan truyền trong quá trình đó khiến Pinocchio cũng phải xấu hổ. Họ gọi anh là Judas hay kẻ tham tiền đều còn là nhẹ. Sau này chính Figo đã thừa nhận cảm xúc ấy. Đó là một quyết định quan trọng và khó khăn với tôi phải rời khỏi một thành phố nơi cho tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Nhưng đôi khi bạn không cảm thấy mình được công nhận xứng đáng cho những gì đang làm. Nếu có một đề nghị từ một đội khác, bạn chắc chắn phải cân nhắc nghiêm túc. Figo khi rời Barca được thừa kế chiếc áo số 10 của huyền thoại Alfredo Di Stefano và phát biểu rằng bản thân hy vọng sẽ hạnh phúc như khi còn khoác áo Barca. Còn Perez trong sự khoái chí thì khẳng định Figo sinh ra để chơi cho Madrid. Có đúng không nhỉ? Figo sinh ra để chơi cho Madrid ư? Bởi anh đã cùng các đồng đội mới mang về danh hiệu vô địch La Liga đầu tiên cho Real Madrid sau 4 năm. Chủ tịch Gaspar thì bỏ ra rất nhiều tiền để ký hợp đồng với những Marc Overmars, Gerard Lopez, Alfonso Perez, Emmanuel Petit, Javier Saviola, Fabio Rochenbeck và Francesco Coco, nhưng không mang lại thành công. Và cái ám ảnh được gọi là Figo thứ hai có một giai thoại kể lại rằng vị chủ tịch này thường rất hậu hĩnh miễn là Barca thắng. Ông như hóa điên khi nhìn vào những gì Real Madrid làm với Figo và dùng tiền vô tội vạ. Chớ trêu nhất là khi Figo trở thành quả bóng vàng của năm 2000. Cuối cùng đế chế của ông bị sụp đổ khi đội bóng xứ Catalan rơi vào khủng hoảng, kết thúc mùa giải 2001 và 2001-2002 ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga. Đến mùa giải 2002-2003, họ thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ sáu và kém Real Madrid tới 22 điểm. Tới lúc này, Barca hiểu ra họ không những mất đội trưởng mà còn mất đi cầu thủ giỏi nhất của mình. Còn Figo thì tiếp tục cùng Real Madrid chinh phục Champions League mùa 2002 và La Liga mùa 2003. Perez lúc bấy được các Madridista bắt đầu tôn sùng. Đó cũng là nền tảng để ông đưa về Roberto Carlos, Zinedine Zidane. Tiếp tục sau đó là David Beckham, Ronaldo de Lima, Michael Owen để tạo thành Galacticos. Còn Figo thì trở thành tâm điểm của các trận El Clasico đầu thế kỷ 21, đưa trận cầu này vượt khỏi phạm vi bóng đá. Cuộc đào tẩu của Figo càng tô điểm cho sự hận thù muôn đời giữa Barcelona và Real Madrid. Nhưng phải thừa nhận, sự nghiệp của anh vĩ đại hơn cũng nhờ thế. Còn vụ đầu lợn thì sao? Đấy là mùa bóng thứ 3 của Figo trong màu áo Real Madrid. Khi đó việc chửi rủa Figo có phần giống như một hành động truyền thống hơn là sự tức giận nhất thời. Đã có một loạt những câu chuyện hậu trường để tìm ra tác giả của chiếc đầu lợn ấy, nhưng bất thành. Trong khi với các đầu bếp, họ mô tả đây là một hành động xúc phạm con lợn và làm mất đi tính giá trị của món ăn này. Trong khi đó, một thành viên trong ban lãnh đạo Barcelona thì cáo buộc truyền thông Madrid đã dàn dựng lên vụ việc, bởi Catalunya chẳng ai ăn lợn cả. Hẳn một phóng viên nào đó đã thủ sẵn cái đầu lợn trong túi camera rồi ném vào. Truyền thông hai bên cứ đấu đá với nhau, chỉ Figo là người ở giữa. Figo còn kể đã từng sợ muốn ứa nước mắt ở cái lần đầu quay lại Camp Nou trong màu áo Real Madrid. Cũng phải thôi, vì nếu đứng giữa hơn một vạn người muốn ăn thịt mình, bạn phải cảm thấy gì đó thì mới đúng là một con người. Bạn có thể chọn để thông cảm cho Figo cũng được, hay ghét bỏ anh cũng được, chả sao cả. Figo đã có một sự nghiệp tốt hơn vì sự phản bội,
Đó là sự thật không thể chối cãi. Đôi khi cũng bởi khoảnh khắc ấy mới có đủ động lực để tạo ra Barcelona và Real Madrid như chính hôm nay. Figo không chỉ tạo ra câu chuyện của mình, đó còn là câu chuyện của Perez, của Galacticos, của Ronaldinho và toàn bộ những điều vĩ đại kéo theo sau này.